Và hello, em chào tất cả mọi người. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến sức khỏe của em Đạt ngày hôm nay. Hiện tại thì em Đạt vẫn đang được nằm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vẫn được nằm trong phòng hồi sức tích cực chống độc của tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Và tình hình sức khỏe của em Đạt hiện nay chính thức là ra sao? Và những thông tin mới nhất ngày hôm nay 16 tháng 4, sức khỏe của em đã như thế nào rồi? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Nên là khi tất cả mọi người xem video thì mọi người nên xem hết mọi người nhé. Xem hết cái video dài để có thể hiểu được những nội dung em muốn truyền tải. Bởi vì một video rất là dài, nội dung thì nó sẽ có ở xuyên suốt. Nên là mọi người chỉ nghe một khúc thôi thì không thể hiểu được cái nội dung mà em muốn truyền tải ở phía sau. Nên là rất nhiều người đã hiểu lầm những thông tin mà em đăng tải lên, thì nó rất là khó để mọi người sẽ cập nhật được những thông tin mới nhất quý vị nhé. Ngày hôm nay em vừa mới liên hệ với gia đình cũng như để cập nhật những cái thông tin chính thức liên quan đến em Đạt. Thì theo thông tin từ gia đình chia sẻ là em Đạt vẫn thế, không có một chút thay đổi nào, và đính chính thêm một số các cái thông tin là hiện nay thì em cũng nhận được thông tin là em Đạt có bị giống như kiểu là bị lở loét cái phần mông ấy, khi mà em nằm ở một chỗ quá nhiều, giống như kiểu là khi một nằm ở một chỗ quá lâu nó sẽ giống như kiểu là nó bị lở loét ra, giống như kiểu là bị hoại tử, giống kiểu như vậy đó. Đó, nó nóng và nó không có thoát hơi được. Thì đây là cái thông tin mà em cũng có cập nhật được. Và cái thứ hai là hiện nay tình hình sức khỏe của em Đạt thì cũng có tiến triển, chỉ có tiến triển về phần là thận, và có tiến triển về cái sức phản kháng. Có nghĩa là em có phản ứng khi mà người nhà tác động, và cái phần nhúc nhích và cái phần mà em phản ứng tự nhiên nó còn thấp. Nên là cái vấn đề mà ở đây á, là cái khả năng phục hồi của em Đạt thì nó có nha quý vị nha. Và mỗi ngày thì em đều có cái tiến triển tốt là em phản ứng với thuốc, và đưa em đi phục hồi chức năng thì em gồng mình lên. Bởi vì phục hồi chức năng là mọi người biết rồi, đang nằm im bất động là chúng ta lại cho chuyển động về tay chân, thì bắt buộc em phải gồng mình lên. Đó, nên là đây là một cái tín hiệu mà chúng ta biết được rằng là hiện nay thông tin về em Đạt là khả thi, và khả năng phục hồi của em là cũng có. Tuy nhiên thì chúng ta được biết ấy, là hiện tại thì vì sao chưa đưa em đi tới bệnh viện Việt Đức được, là bởi vì tình hình sức khỏe của em nó không có thay đổi gì nhiều quý vị ạ. Nên là em vẫn muốn cập nhật ngày hôm nay, tuy nó không phải là một thông tin gì đâu, nhưng mà em vẫn phải nói với mọi người là em không có thay đổi gì nhiều, nên là chưa đưa em đi Việt Đức được. Nếu như mà tình trạng của em vẫn như vậy thì 10 ngày nữa em vẫn nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thôi, không có đi đâu được. Vì sao? Bởi vì bây giờ em không có phát triển gì nhiều cả. Nó chỉ gọi là em bây giờ là tiếp ứng thuốc là tốt, đó là có phản ứng, là bà nội của em Đạt cũng có nói rằng là em thì cũng có cái phản xạ. Đấy là một cái thông tin chúng ta cảm thấy vui. Còn lại thì những cái chi tiết khác đấy, thuốc được bơm vô rồi là thức ăn được truyền vô thì em cũng vẫn có hấp thu, nhưng mà nó là một cái phần ít. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thì em đang nằm bất tỉnh hôn mê đã hơn một tháng rồi đó. Nói chung là hơn một tháng em bất tỉnh và hôn mê rồi, bây giờ em vẫn chưa tỉnh lại. Thì cái vấn đề là chúng ta được biết rằng là khi mà em nằm ở một cái nơi quá lâu như vậy thì chắc chắn với mọi người nó sẽ có những cái trường hợp xảy ra. Đó, nên là nhiều người, em nói với tất cả mọi người á, khi mà nhìn thấy hình ảnh của em ấy, rất là thương. Đó, còn lại thì cũng rất nhiều quý vị khán giả cũng có quan tâm và lo lắng rằng là hiện tại tình hình của em có khá hơn không. Thì em đang bị chấn thương sọ não, thì cái quá trình có khá hơn hay không ấy, nó rất là ít, và nó không thể nào mà nó nói ở đây là một cái thang là mới được cả. Bởi vì là mỗi ngày thì em vẫn được đưa đi tập và đi trị liệu phục hồi chức năng, thì em vẫn đang gồng mình lên và được các bác sĩ cố gắng để hỗ trợ một cách tốt nhất, một điều kiện tốt nhất, thì em vẫn như vậy. Tình hình sức khỏe của em là ra sao em vẫn như vậy, thì chắc là phải vài ngày nếu có tiến triển gì mới thì em mới được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức. Còn tình hình hiện tại của em Đạt thì chúng ta chưa thể biết trước một cái điều gì. Em phải nhấn mạnh ở đây là như vậy, chưa biết trước được cái điều gì. Chỉ biết rằng là mong muốn rằng là có thể có phép màu, mong muốn rằng là em vẫn có thể là vượt qua. Đó, em đính chính với mọi người là 2-3 ngày hôm nay, đó, tiếp tục chúng ta cần phải lo lắng rồi mọi người ạ. Cần phải lo lắng và cần phải rằng là cầu nguyện cho em Đạt. Bởi vì cái tiến trình của em bây giờ là, mọi người thử nghĩ coi, cách đây tầm độ 3-4 hôm thì gia đình cũng có nói rằng là muốn điều trị cho em ở đây có thay đổi một chút, và sau đó thì sẽ đưa em về Bệnh viện Việt Đức để em tiếp tục điều trị phục hồi chức năng. Nhưng mà bây giờ thì gia đình của em có nói rằng em vẫn như vậy,
vẫn nằm bất tỉnh, vẫn như vậy, không có thay đổi gì nhiều. Mà ngược lại nha, thì những cái vấn đề về phản ứng ấy, thì em vẫn có như vậy thôi, không có thay đổi gì nhiều cả. Còn cái vấn đề em nói tất cả mọi người về suy thận thì nó giảm thật, nhưng mà quan trọng là não phải thay đổi thì những cái phần đó nó mới giảm được. Còn nếu em nói mọi người nằm ở đấy 1-2 tháng là cái chuyện bình thường. Rất nhiều người đã bất tỉnh hôn mê nằm 1-2 tháng trời, người ta vẫn có thể vượt qua và tỉnh lại được. Và em Đạt cũng không có ngoại lệ trong trường hợp đó. Nên là ở đây là rất nhiều người cũng có thể nói rằng là nói rằng là gia đình bây giờ là cũng không có gì lo lắng quá. Không có gì lo lắng quá. Bởi vì là rất nhiều người đã có trường hợp như vậy xảy ra. Có nghĩa là nằm cũng hôn mê bất tỉnh 1-2 tháng trời, nhưng mà sau đó họ vẫn tỉnh. Thì em Đạt bây giờ cũng đang trong trường hợp hôn mê bất tỉnh và nằm điều trị trong một thời gian hơn 1 tháng trời, và bây giờ vẫn chưa có một cái thông tin nào là em đã phục hồi về một cái gì cả, mà em chỉ có tiếp nhận thuốc cũng như là tập phục hồi chức năng, và có thêm cái vấn đề là có co tay, co chân, nhúc nhích về người một chút. Đó thì đấy cũng là một cái tín hiệu chúng ta cảm thấy là vui rồi. Nhưng mà còn cái phần thang điểm của em, hôn mê của em vẫn là như vậy nha, vẫn là như vậy thôi. Đó nên là mọi người có thể nói là hy vọng quá nhiều, trông đợi vào em quá nhiều. Đến cái lúc mà có thông tin gì đó thì mọi người lại cảm thấy hụt hẫng. Nên là em cũng cập nhật trong video ngày hôm nay thì chia sẻ, và em có gọi cho gia đình ấy. Thì mẹ của em nói là em bây giờ vẫn như vậy thôi, em vẫn như vậy, và được các bác sĩ nói là giờ tiếp nhận thuốc tốt. Và cái phản ứng ở đây là có động vô người á, em có co tay, co chân. Thì đấy là cái phản ứng mà chúng ta cảm thấy là gia đình cũng cảm thấy rất là vui. Còn hiện tại thì cũng hỏi về gia đình là khi nào đưa em xuống bệnh viện Việt Đức. Thì gia đình có nói rằng là bây giờ chưa biết cái điều gì, bởi vì bây giờ vẫn đang chăm sóc và theo dõi em, các bác sĩ vẫn đang chăm sóc theo dõi em, vẫn để cho em xem có hợp thuốc hay không, có phát triển gì hay không, chứ bây giờ mới đưa đi. Bởi vì em nói tất cả mọi người, nếu như em không phát triển thì không đưa xuống bệnh viện Việt Đức được mọi người nhá. Để cho mọi người hiểu như vậy, nếu như em không phát triển thì gia đình sẽ không đưa em đi được, bởi vì bây giờ em đang trong tình trạng rất nặng như vậy, đưa em đi đâu, đưa em đi đâu nữa, ở đấy họ có nhận không? Thì em phải có tín hiệu phục hồi, phải có một cái gì đó phục hồi thì bây giờ ở dưới đó họ mới nhận. Đó nên là em nói tất cả mọi người là bây giờ gia đình họ cũng phải suy nghĩ, chứ bây giờ em đang bị nặng như vậy mà nó không có phục hồi được thì gia đình muốn đưa đâu nữa, thì muốn ở đó cho nó gần nhà, nó tiện và cũng tiện để chăm sóc cho em, và cũng mong muốn em sẽ phục hồi. Thì đấy là một cái mong muốn của gia đình. Hiện tại thì mẹ của em là cũng có chia sẻ rằng là em thì vẫn nằm ở đấy thôi, cũng chưa tỉnh và cũng vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Thì đấy cũng là cái thông tin mà gia đình nắm được và cũng cảm thấy vui. Còn bản thân em cũng có chia sẻ với tất cả mọi người là hiện tại nha, là em Đạt cái khả năng phục hồi vẫn rất là cao. Bởi vì là rất nhiều trường hợp như vậy rồi, thì từ cái hôm ấy, có người hỏi em là từ cái hôm em Đạt nằm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì gia đình của bên ba cha con kia có đến thăm em không? Thì không có mọi người nha, không có đến thăm gì đâu. Đó, không có đến thăm gì đâu. Và cũng nhận được một cái thông tin rằng là mẹ của em Đạt có chia sẻ rằng ấy, là trước lúc em mất ấy, thì mẹ của em Đạt có nói rằng là em Đạt gọi về và nói rằng là em muốn ăn đồ tươi, muốn ăn tôm, cua gì đó. Thì mẹ em Đạt chưa kịp nấu cho em ăn thì em đã bị như vậy. Đấy, rồi là vấn đề là em Đạt này nó có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta hiện tại cũng đang mong muốn cho em có thể phục hồi. Cũng chỉ mong là em có cái sức trẻ, có sức khỏe và em đã tập thể thao như vậy thì em sẽ có thể là phục hồi và vượt qua giai đoạn này. Rất nhiều quý vị khán giả bây giờ nhìn vô hình ảnh của em còn không nhận ra đó là em Đạt. Bởi vì mọi người nhìn thấy em là ốm yếu đi nhiều, gầy nhiều. Và lúc trước đây thì em đã 60 mấy ký, bây giờ em có còn bao nhiêu ký đâu? Bởi vì em ở trong đó uống thuốc đâu có tiếp nhận được, đúng không? Nên là bắt buộc bây giờ em phải như vậy thôi. Nên là bây giờ gia đình cũng vẫn đang hỗ trợ và điều trị em cái cách tốt nhất. Mong làm sao em có thể phục hồi, cũng như là mong muốn làm sao em có thể là vượt qua cái nỗi đau lần này. Bởi vì gia đình của em Đạt cũng có nói rằng là bây giờ thì nằm trong bệnh viện ấy, thì hàng ngày là phải đưa em đi phục hồi chức năng, truyền thuốc, nước, gọi là những cái đồ ăn vô cho em, dinh dưỡng vô cho em để nuôi cơ thể. Đặc biệt nhất là giúp cho em sẽ có thể là phục hồi được cái não. Em tin chắc rằng là em Đạt bây giờ là cũng có thể là cảm nhận được nha mọi người nha. Gia đình thì cũng có nói chuyện với em hàng ngày, có rất nhiều người bây giờ đưa ra những cái cách, ví dụ như là chịu khó nói chuyện với em để cho em có thể là quay trở lại nói những chuyện vui, rồi kể cho em nghe, cũng như là nằm bên cạnh em để xoa tay xoa chân cho em, rồi là mua những cái đồ này đồ kia để cho em nằm đỡ nó bị chỗ này chỗ kia. Thì cái điều đó chúng ta ai cũng biết, gia đình em cũng biết, và hầu như các bác sĩ ở đó cũng biết, họ cũng sẽ có cách để có thể là khắc phục những cái điều đó. Tuy nhiên thì bây giờ em Đạt vẫn chưa tỉnh và chưa có một cái thông tin nào để về sự phát triển phục hồi của em cả. Đâm ra thành là gia đình cũng rất là lo lắng, cũng như bản thân em cũng thế thôi. Tự nhiên hai ngày hôm nay là em thấy gia đình lên cũng đính chính nhiều cái thông tin là em cũng cảm thấy lo lắng chứ. Bởi vì bây giờ tín hiệu của em phát triển là vui rồi,
Nhưng mà gia đình lại bảo là bây giờ em cũng chưa được như vậy đâu. Rồi là có lúc là bây giờ em là phản ứng của em còn chưa có, hay là những cái gì đó. Nói chung đại loại là gia đình bây giờ cũng đang rất là lo lắng. Thì em cũng cảm thấy rằng là bây giờ em là cũng vẫn chưa có tín hiệu gì vui cả. Mà khi hỏi gia đình bảo là bây giờ em vẫn như vậy thôi. Nên là gia đình bây giờ vẫn đang lo lắng. Em cũng mong tất cả mọi người thì cũng có thể là tiếp tục cầu nguyện cho em, để cho em có thể vượt qua. Chứ bây giờ chưa có cái thông tin nào mà để khả thi để đưa em chuyển tuyến lên bệnh viện cao hơn đâu. Đó, nên là thông tin ngày hôm nay là cập nhật cái tình hình sức khỏe của em Đạt vẫn đang trong tình trạng nặng mọi người nhé. Đó, có cái tín hiệu vui chỉ là phát triển về thận. Tình trạng thở của em thì có thở xen kẽ đó, và trường hợp có phản ứng tay chân em cũng có co lại và có gồng mình lên khi mà đưa đi phục hồi chức năng, thì đó là những cái tín hiệu vui nhất của em Đạt đến ngày hôm nay. Còn lại thì em Đạt có thể phục hồi được hay không thì nó còn phụ thuộc vào phép màu, phụ thuộc vào thuốc, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau để có thể là mong em kế tỉnh lại. Quý vị khán giả khi xem video này của em thì mọi người bấm like, bình luận dưới video của em quý vị nhé. Em sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất để cung cấp đến tất cả mọi người. Vâng, chào tất cả mọi người nhé.